khi rừng xanh gặp nguy hiểm. Ego là kẻ thù hung tợn nhất mà chúng ta từng gặp. Bởi kẻ thù hung tợn nhất, nhận nhiệm vụ nào thì không ai bản lĩnh hơn có kết cục một. Biệt đội rừng xanh xếp hình ngay ngắn. Chẳng hiểu là tại sao bọn họ phải tách ra mỗi người một hướng để mà xếp hình ở dưới đó nữa. Họ đã sẵn sàng cho cuộc chơi này. Boris, nó vẫn là hạng thử nghiệm đó nha, vẫn không phải điều chỉnh nhiều thứ, giống như là bộ phận hạ cánh đâu chẳng hạn. Hẹn gặp ở dưới đó nghe. Ôi trời, bay cao thì té đau hả? Với võ công cực đỉnh, chúng ta có nên xuống đó giúp họ không Gilbert? Thôi khỏi, biết là bạn thân nhưng mà thân ai nấy lo đi. Không ai có thể ngăn chúng ta tàn phá cả khu rừng. Ồ, nhưng mà phá cả khu rừng nghe có vẻ sai sai sếp ơi. Cưng có muốn đi đá đích con gấu túi đâu không? Biệt đội bảo vệ rừng xanh. Đau không mày? Không xin về. Cách đó quá nguy hiểm. Thôi mà mẹ, mẹ đừng cản con. Bạn bè đoàn kết. Bây giờ thì sao? Vẫn không xin về. Hạ gục kẻ xấu. Cảm giác thế nào? Bây giờ luôn bắt đầu xin về rồi đó nha. Bộ kết cục và biệt đội rừng xanh. Thật không thể tin nổi. Mấy cậu tính đứng đây cả ngày nhìn chúng tung hoành sao? Cứ cần mua thêm bắp rang cho đủ bộ không? Trời ơi, xì tin dữ vậy ta. Dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc 28 tháng 7 2017.